lính dù Nga sử dụng UAV KUB tấn công chiến tuyến quân Ukraine. Hôm 28 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video các lính dù Nga sử dụng UAV cỡ nhỏ. Video ghi lại quá trình chuẩn bị và khởi động. Trong giai đoạn trinh sát với sự trợ giúp của UAV, lính dù Nga phát hiện ra những điểm trú ẩn cho binh lính lực lượng vũ trang Ukraine. Máy bay không người lái tấn công cỡ nhỏ mới KUB Vla được phát triển bởi công ty thành viên ZAL Aero thuộc tập đoàn quốc phòng Kalashnikov của Rostec. UAV trang bị đầu đạn nặng 3 kg. Thời gian bay tối đa 30 phút. Tốc độ 130 km/h. UAV KUB tháng 11 năm 2021 thành công vượt qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước. Đầu năm 2022, KUB được sản xuất hàng loạt cho lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Sau khi phóng, UAV bay lượn trong không trung, phát hiện mục tiêu và sau đó tấn công mục tiêu đó từ bán cầu trên bằng đường bay bổ nhào. KUB được cung cấp tọa độ mục tiêu, được thiết lập thủ công hoặc theo hình ảnh từ đầu tự dẫn đường. UAV cũng được sử dụng ở chế độ bay tấn công bầy đàn. Ưu điểm của tổ hợp vũ khí là sử dụng đơn giản, độ chính xác cao, không có tiếng ồn và giá rẻ. Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ video và nhấn tim cho nhiều người cùng biết nhé.